Ai 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 ai. Trời ơi. Phụ nữ mà dữ quá vậy. Phụ nữ mà lông là hư bột hư lợn lẹ. Cái đàn ông đó. Ai da. Lên lên ngọn hả? Lên ngọn có lẹt đâu. Ngọn cho lại coi cái này. Thấy rồi hả? Má. Bỏ ra. Mày muốn giết ngọn hả? Giết ngọn là ly tù à. Ly với thằng anh của Ly, anh em ruột mà húng mối à. Ly kỹ Ly, Ly tưởng tượng Ly cái hình này mà lưa cho chồng Ly nó coi à, thì nó sẽ giả như thế nào. À, muốn cái gì hả? Muốn cái gì hả? Tôi xin ông mà, tôi xin ông mà, đừng có nói chuyện này cho ba đế biết nha. Tôi xin ông đó. Lý số ngủ à, ngủ sẽ lưu cái này cho ba biết coi liền. Khoan đã. Ông muốn gì tôi chiều ông. Trời ơi. Giờ thương ai. Alin, sao Alin gấp quá vậy? Trời ơi, mắt lạnh luôn. Alin phải từ từ chứ. Đúng rồi, từ từ. Ây da, trời ơi. Trời ơi, nó mắc dưới. Để em cởi áo cho Alin. Đúng rồi. Trời ơi, có sức muốn chết luôn rồi. Sao Ly mạnh bạo vậy? Bây giờ Ali muốn cởi cái này xong. Ê, lúc rồi. Em ơi, ở cửa. Có chuyện của em không? Em ơi. Ông xã ơi, cứu em trời. Ly làm cái gì vậy? Buông ra. Không nặng. Đồ loạn lưng. Trời nắng quá anh ba ơi. Út. Vậy mày đứng đó mày làm gì vậy mày? Qua phụ chị ba mẹ ta cho lẹ coi. Trời nắng muốn chết à. Mày làm lẹ lẹ đi. Cái con này. Trời ơi, kêu hoài, để chị ba làm được rồi. Dạ, mày cứ chết bây giờ, nhanh lên. Thôi, đi ra tới đây mà còn cãi nhau nữa, hai cái đứa này thiệt tình. Rồi. Thôi qua thắp nhang cho má nè. Bỏ ra coi. Mày làm gì mày che mặt mày hết trơn hết trọi vậy? Mày sao má thấy? Sợ đi quá má thấy má buồn. Mày còn cãi nữa hả mày? Tao giả mày cứ chết bây giờ. Thì hai nó làm hoài kìa. Làm đúng mà. Đó. Cãi. Rồi thắp nhang cho má đi. Con Út bao nhiêu tuổi là má mất chừng ấy năm đó. Má, con về đây rồi nè má. Con xin lỗi. Bao nhiêu năm rồi bây giờ con mới ra thăm má được. Má phù hộ cho mọi người trong nhà nha má.
Dì hai, em nhớ tụi em ít trên đây lắm mà. Sao có bông mới để sẵn vậy ta? Ê, hôm qua mua trước lên đây cắm hả? Đâu có. Ê, em biết nè anh ba, hình như là người giữ mộ người ta hái bông ta tặng má đó. Ờ, không chừng vậy á. Mấy đứa kỳ quá à. Tía đã không thường xuyên lên đây rồi, mấy đứa cũng bỏ bê mộ má vậy đó hả? Cũng tại ông hết á. Gì nữa? Mỗi lần kêu lên đây dọn mộ cho má là cứ nói bằng cái miệng cho qua chuyện không à. Ồ quá, nó bậy nó bạ không à. Không phải đâu chị hai, không phải em bỏ bê, mà tại nhiệm vụ này là của má Sáu. Lần nào má Sáu cũng lên đây lo cho má mình hết á, nên tụi em thấy vậy thôi, chứ đâu có bỏ bê gì đâu. Tụi em nói má Sáu tuần nào cũng lên đây hả? Dạ. Bông này không phải của người giữ mộ đâu, chị biết là của ai rồi. Mọi người chia nhau ra tứ tán để tìm má nhưng mà không có gặp. Con không có nghĩ là má lại ở đây. Con cũng biết má tứ cố vô thân mà. Má được sư trụ trì trên chùa gần đây cho trú tạm, được người ta cho cơm nước, cuộc sống của má bây giờ cũng yên ổn rồi. Thiện thể ngày ngày chăm sóc mộ cho má con. Má về đi má, má theo con về nhà đi má. Má Hai à, con cũng biết không có được mà Hai. Má biết con thương má, nhưng hiện giờ tía con cũng đã có gia đình yên ổn rồi. Con không có tin là tía con có thể sống bạc đầu với cái người phụ nữ đó đâu. Có bạc đầu hay không thì cũng là duyên phận, cũng như cái duyên của má với gia đình con bây giờ đã chấm dứt rồi. Má, mấy đứa con khỏe là má mừng rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày nào má còn sống ở đây, má không để cho mộ của má con tro tàn khói lạnh đâu. Má Sáu, má Sáu ơi, con nghe má dặn, chuyện má ở đây chỉ một mình con biết là đủ, đừng cho mấy đứa em con nó biết. Má muốn cho tụi nó mau mau quên má đi, để cho tụi nó bớt ái nái với người sau. Má cũng không muốn gì mình mà trong nhà phải rộn thêm nữa. Thiệt con, nếu má đã nói như vậy, con không dám xin má trở về nữa. Nhưng má phải hứa với con, má cho con giúp đỡ má nghe má. Mai mốt con sẽ tới thăm má thường xuyên. Má có thiếu thốn hay khó khăn gì, má phải nói với con. Nghe má, nghe má. Ai? Thôi thôi thôi, nín đi cưng, nín đi. Thôi nín đi cưng, đừng có khóc nữa, có anh đây rồi. Thằng nào đụng tới em hả, anh không tha cho nó đâu. Nhưng mà em xấu hổ quá, em nhục nhã quá, làm sao mà em sống nổi. Thôi nín đi, nín đi. Không phải lỗi của cưng, lỗi của anh. Anh nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà, mà cái thằng này á, nó không phải là khỉ, mà nó ném về quỷ rồi. Trời. Thôi nín đi anh cưng. Mày đi đâu đó? Đứng đó. Tao nghĩ tình mày là con rể trong nhà, nên tao cho mày ở lại.
Ai ngờ đâu mày dám dòm ngó tới má hai. Mày có phải là con người không mày? Thôi khỏi, má hai cái gì? Ngộ với em Ngọc là không có bà con thân thiết gì hết trời. Làm cái gì mà hỗn loạn? Mày còn dám nói kiểu đó nữa hả? Tao chờ con Sương về đây, tao nói hết để cho nó biết cái bộ mặt của mày. Thôi khỏi đi. Ngọc cũng nói cho Lý biết, con hai Sương nó sống với Ngọc từ hồi đó tới giờ. Cái mặt của Ngọc nó còn dành hơn cái mặt của Lý nữa đó. Mày dám nói nữa hả? Ây da, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lý, à, trời ơi, cứu Ngọc, bà con ơi, cứu Ngọc, cứu Ngọc. Cứu con ra khỏi nhà tao. Bà con ơi, chết. Tía, mày mày tía làm gì vậy? Tía, đánh hạ dữ vậy tía? Tụi mày coi, nó giỡn trò sàm sỡ với gì không mày kìa. May là tao có linh cảm báo trước, tao đi về sớm, nếu không á thì gì không tụi mày bị nó làm nhục rồi. Tía, cái này là lỗi của con. Tía tha cho chồng con lần này đi tía. Con xin tía, con lại tía đó. Tía, trời ơi, xịt xì vô rồi. Mình ơi, Lily Allen, em đã nói với mình rồi, dì Ngọc là bạn đời của tía, sao mình lại... Mình ra xin lỗi tía một tiếng đi mình. Tại sao? Tại sao Ngọc phải xin lỗi tía của Lily? Mình đi mình. Ngọc nói cho Lily biết nha. Tía của Lily hưởng luật à, Ngọc cũng phải hưởng luật. Mình ơi, Lily nhớ đi. Rồi, Lily coi kỹ đi. Ngọc còn ngon hơn tía của Lily nhiều quá. Sao mình lại nói vậy chứ? Mình ơi, bây giờ mình ra xin lỗi tía đi. Rồi cái vợ chồng mình dọn lên trên Sài Gòn ở. Rồi cái em đẻ con cho mình nha mình. Không cần nữa. Lý muốn lẻ cứ lẻ ở đây đi. Ở cái nhà này đi. Vui hầu hạ thằng tía của Lý á. Ngộ Lý về bên. Mình ơi mình. Mình ơi, mình đừng có bỏ em đi mà. Bây giờ mình đi rồi, em biết sống sao với bà con xóm giềng đây hả mình? Mình ơi, mình xin lỗi tía một tiếng thôi. Một tiếng thôi mình. Em sẽ đẻ con. Em đẻ con cho mình nha mình. Thôi, Lý muốn lẻ kiếm thằng khác về đây rồi lẻ cho nó đi. Mình ơi, mình ơi mình. Mình ơi, mình đừng có nói như vậy mà. Mình hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay. Không ấy, mình đi, mình cho em đi theo với. Ngô thấy người có thể lẻ cho ngọ, không phải chỉ có một mình Lý đâu. Ngộ tính kêu em Ngọc lẻ cho ngộ một lứa. Lý cứ ở lại đây đi. Mình ơi, mình ơi. Buông ra, ra ra. Mình ơi, mình ơi em lại mình mà mình. Mình đừng có đi mình ơi. Lý ra ra đi. Thì vợ chồng mình cùng dọn đi mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Chẳng ra. Mình ơi, em khổ lắm mình ơi. Mình ơi, Ngộ đã quyết định rồi. Lý đừng có ở đó mà cản Ngộ gì nữa hết. Mình ơi, mình đừng có đi mà. Mình ơi, mình suy nghĩ lại đi mình. Mình chỉ cần xin lỗi tía một tiếng thôi. Từ vợ chồng mình dọn khỏi đây nha mình. Em đi làm nuôi mình. Mình muốn cái gì em cũng chịu hết trơn á mình ơi. Thôi nín đi cưng. Thôi mà em, anh đã xử thằng loạn lưng đó rồi. Từ rày về sau á, không có ai dám làm bậy với em nữa đâu. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài, em xấu hổ, làm sao mà em sống nổi. Anh hãy em chết đi. Tha em chết, em không muốn chịu nhục đâu. Thôi 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 mà em. Anh tin em, anh biết em trong sạch. Tại nó hết á, càng nói tới đâu
càng ứa gan ứa mật tới đó. Để tống cổ nó đi liền. Anh mà tống cổ nó đi, cô hai lại càng oán giận em nhiều hơn. Em sống làm chi mà em khổ quá vậy nè trời ơi. Thôi 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 mà, em yên tâm đi. Con hai nó không dám lên tiếng gì đâu. Cái thằng loạn lưng đó nó về nước thì nó phải đưa con hai theo. Tụi nó đi là yên chuyện hà. Từ lâu á, anh không muốn cái thằng ôn dịch nó ở lại cái nhà này mà. Anh ba, em không muốn chạm mặt với ông ta nữa. Hay là tạm thời anh ba cho em về Sài Gòn thăm anh Bảy nha anh ba. Đợi cô hai á và ông già đó về nước, em trở về nhà mình được không anh ba? Anh mà làm sao xa em một ngày cho được. Anh ba ơi, mình còn nhiều ngày ở bên nhau mà anh. Nhưng bây giờ nhìn mặt ổng, em chỉ muốn đập đầu em chết thôi. Thôi 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 thôi. Thôi được rồi, em cứ lên Sài Gòn đi. Đợi cái thằng già trời đánh đó, nó đi xong rồi anh rước em về. Nghe, nghe, ngoan đi, nghe lời anh đi. Nha, anh Trương. Ừ. Em cảm ơn anh ba nhiều lắm. Chỉ có anh ba là thương em nhất thôi. Chủ ơi. Trời đất, chuyện gì vậy hai? Con sao vậy? Ngồi ngồi xuống đây đi. Có chuyện gì nói cho chú Tư nghe coi. Chuyện gì? Chú làm ơn cứu con với. Chú cứu gia đình con với. Nhưng mà chuyện gì? Chồng con nếu như mà về nước một mình, con mang tiếng mang tài, con sống không nổi với tía con, sống không nổi với bà con làng xóm đâu chú ơi. Nhưng mà tại sao chồng con lại bỏ về nước, rồi đợi bỏ con lại ở đây là sao? Đó chỉ là xích mít thôi à. Nhưng mà bây giờ con rối lắm, con không giữ chồng con được. Con mà giữ anh không được chắc con chết rồi chú ơi. Cái gì mà chết chóc ở đây? Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Đi, đi theo chú Tư. Đi theo chú Tư gặp chồng bay, rồi chú nói phải quấy với nó để cho nó hồi tâm chuyển ý. Đi. Chú nói được hả? Chú nói ảnh nghe hả chú? Tuổi tác chồng bay lớn hơn tao, nhưng mà xét về giai dế tao là chú của nó. Tao nói nó phải nghe, còn không thì tao phải dạy nó. Đi. Alin. Em xin lỗi vì em mà Alin bị đánh như vậy. Em thấy có lỗi quá à. Ờ, tôi ngồi đi à. Liền đi đâu vậy? Ờ, ngồi về Sài Gòn ở nhà bà con của ngoại. Ủa vậy hả? Em cũng về Sài Gòn nè. Hay là anh đi với em nha? Ôi không được đâu, không được đâu. Cha già tí cháu quánh ngồi chết à. Thôi ngồi đi à. Hả? Hả? Liền sợ gì? Sợ gì ông ba đía đó. Có em ở đây rồi. Đi với em. Đi. Mình đi chung ra. Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Ai người làm ở trong nhà tôi vậy? Mình ơi. Hả? Gì hả? Khốn nạn. Tía ơi tía. Dám sầm sỡ gì vợ tao hả? Mày. Ta cho chồng con đi tía. Tía. Đi ra khỏi nhà ta. Mình ơi. Lý thì lý chứ. Tía tía. Ngô sao đi à? Ngô lễ con gái yêu quý của Lý ở đây. Coi thằng nào dám dòm ngó tới đó không thì biết. Mình đây mình. Có cái gì thì mình bình tĩnh rồi từ từ mình giải quyết. Không có từ từ gì nữa hết. Ngô lo cho Lý biết. Ở bên nước của ngõ, ngô không phải là lãi gia. Mà ngô chỉ là một cái thằng ly hai lá trà thôi. Ngô cần một đứa con để nối dõi. Nhưng cái con này, nó chỉ là cây lộc không trai, mà gái lộc không con. Mấy năm trời nó không lẽ được. Mà so với con heo lai, so với con heo lai nó còn thua xa đó. Khốn nạn. Hay là anh ba, anh ba từ từ giải quyết anh ba. Ngoại ngoại
Cẩn thận, thằng tía mày, có chuyện gì vậy con? Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi ngoại ơi. Chuyện lớn là chuyện gì? Chị Hai Sương. Chị Hai Sương sao? Hả? Bây giờ là chồng của chị Hai Sương á, là bum xùm ở bển kìa. Vậy à? Ông tính bỏ chị Hai Sương ở lại để về nước á. Trời ơi, mà đậu đu làm sao? Mày nói rõ cho ngoại nghe coi. Con qua tìm Út Huệ. Con thấy mọi chuyện xùm quá trời quá đất luôn. Rồi xong cái thấy chị Hai Sương đang khóc, còn ổng á thì đang lăm lăm cái vali, ổng tính bỏ đi với ngoại. Trời ơi, đó, con chở ngoại qua bên đó liền, để tao gặp cái thằng chồng con Hai Sương, coi cái mặt mũi nó ra làm sao. Mà nó dám làm cái chuyện đó, nó bỏ con ta lại ở đây, bộ muốn nó bỏ là bỏ được sao? Đi đi thôi, liền thôi, đi. Thôi 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 ngoại 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 ơi, bây giờ chuyện nhà của người ta đang rùm beng vậy rồi, ngoại qua bển cũng đâu giúp ích được gì đâu. Mày phải chở bà ngoại đi liền. Tự nhiên mà... con Hai Sương là lâu nay tao coi như con cháu trong nhà này rồi, bây giờ không có bỏ nó được. Tao phải qua bên đó, ngoại... phải nói, phải làm cho ra lẽ cái chuyện ngoại, này mới được. Con biết là vậy rồi. Không phải bây giờ ngoại cứ ở nhà cứ canh chừng này đi, để con qua bển con lo cho. Rồi có chuyện gì con về báo cho ngoại biết. Bây giờ mày không đi phải không? Thì tao đi một mình. Ơi, ngoại. Ngoại. Ngoại ngoại ngoại. Ngoại ơi, để con chở ngoại đi ngoại. Ngoại ơi. Hai. Tại sao mày dám nói láo với tía với gia đình hả hai? Con không có tía ơi. Thôi ba. Tía ơi. Tía ơi. Mày nói đi. Mày còn bao nhiêu thứ để giấu tía hả hai? Mày nói đi. Để tao chết một lần cho mày hả dạ hai ơi. Anh ba. Con không có. Lý không lấy thì lê ngồi lấy. Ngồi lấy cho Lý biết luôn. Ba vô nhà con ngồi vậy đó. Ba lẽ không có lẽ. Cho nên ngồi mới lấy cái con nhỏ này về để nó lẽ cho con thằng con trai nó giỏi. Nhưng mà cuối cùng rồi nó có lẽ được không? Cho nên là ly thầy này chạy thầy kia, thầy mới chỉ là chạy về quê, lưa nó về quê, về cái nơi trung giao cắt dung á thì nó mới lẽ được. Cuối cùng về đây à, ly thấy không? Bao nhiêu lâu rồi mà nó có bầu được đâu, thì đâu có lý do nào mà ngộ lưa nó về bên. Nó chỉ là lẽ thuê thôi. Mẹ kiếp mày. Mày 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 mày. Từ từ, 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 từ. Chị hai ngồi dậy em múc cháo chị hai ăn nè. Chị ăn không nổi nè. Chị hai phải ăn chứ. Bây giờ còn gia đình ở bên cạnh đâu có mất mát gì đâu. Cái thứ người đó, để nó đi càng xa càng tốt. Chị hai. Cả nhà chị giận á, là tại vì từ lâu chị không nói cho cả nhà biết. Tụi em có tưởng đâu á, cái thằng đó nó đối xử tử tế chị hai, cho nên tụi em mới hết lòng kính nể nó. Tức thiệt chứ. Em hối hận á, hồi chiều á, em không bắt trước chú Tư, tát cho nó một cái. Tía có nói gì không? Tía không có nói gì hết. Lúc chị hai xỉu á, tụi em với chú Tư gấp gáp đưa chị vô bệnh viện, cho nên tụi em cũng không để ý tía phản ứng sao nữa. Chắc là tía thất vọng vì chị lắm. Hồi nào tới giờ tía cứ tưởng là chị có chồng đàng hoàng, được cưng chiều, được yêu thương. Chị hai yên tâm đi, cả nhà không có ai trách chị đâu. Với lại chị hai đâu phải là trường hợp duy nhất đâu. Nếu hồi xưa thử em không lấy cha ba tình coi, trời ơi, không chừng má em bà cũng gả em cho Đài Loan hay Hàn Quốc rồi. Lúc đó chắc cuộc đời của em còn khổ dữ à. Dù gì á, ao nhà cũng hơn mà, đúng không chị hai?
Chú Ba, chú Ba, con chào chú. Chuyện gì? Chú Ba, con nghe đồn á, chuyện của chị Hai Sương mà con không tin. Chuyện gì? Ai đồn? Dạ thì ở làng trên xóm dưới ai cũng đồn là chị Sương chị lấy nhầm cái thằng chồng kẻ trớn, mua vui xong rồi đó hả, nó chồng luôn. Thấy chị Hai Sương tội nghiệp quá chú Ba. Chuyện trong nhà trong cửa của tao sao tôi mới rành vậy? Thì con nghe người ta đồn nên gặp chú, con hỏi để biết rõ. Chú, ủa mà chú ghé thăm ai ở đây vậy? Lên trên thăm người quen mà bây giờ không cần nữa, tao về, bữa nào tới tao chơi. Dạ dạ, nhất định rồi con sẽ ghé. Chú, mà nhớ cho con gửi lời hỏi thăm chị Sương, nói chị đừng có buồn nghe chú. Tôi về. Hỏi thăm cái gì? Đồ đạo đức giả. Tụi bay đang cười trên nỗi đau của tao thì có. Cái gì kỳ vậy? Tưởng là hết chân con Hai Sương đi được, ai dè bây giờ trở thành mối họa của em là sao? Cũng chưa chắc. Em có cách đối phó với nó rồi. Cách gì? Nói đi. Thằng cha già liền hám gái đó không còn trong nhà, em cũng không có cách nào nắm cái thóp của con Hai Sương. Phải tiến hành càng nhanh càng tốt, theo kế hoạch của chúng ta thôi anh. Ý của em là đẩy ba đía vào con đường không có lối thoát à? Qua cơn sóng gió này là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Ba đía ồn ào nhưng mà ba phải lắm. Mấy đứa con nói hoài thì ổng cũng phải nghe thôi. Nhưng mà em nói thiệt, em hết chờ nổi rồi. Nè thôi mà, em đừng có bức xúc quá. Cái gì cũng phải từ từ. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình mà. Em ghét kéo dài. Anh biết không, ở cái xứ đó chán ơi là chán luôn vậy đó. Anh nghĩ làm sao em chịu đựng được? Trời ơi, em sợ cái gì? Cứ việc sống theo cách của em đi. Em cứ rủ bạn bè về dưới quê chơi đi. Làm như vậy cũng là một cách mình ép ba đía đi theo con đường mình đã đặt ra. À, cách này được nè. Không ngờ con cò của em thông minh quá hả. Nè, anh đã chi một khoản không nhỏ cho thằng trợ lý của ông John. Thằng sâu sang bây giờ chắc chắn đang ngồi trên đống lửa. Cứ chờ đi, cái ngày sau cùng khi kế hoạch của mình thành công, bên ông John sẽ tuyên bố hất cản ông sâu sang và đưa anh vào thay thế. Lúc đó mình sẽ hưởng lợi cả hai bên. Nhưng mà em nghĩ cả hai đã làm hợp đồng với nhau rồi mà anh. Ba cái giấy đó chả có ràng buộc gì về pháp lý đâu mà em phải sợ. Đừng có lo, chỉ cần ai sở hữu được căn nhà của ba đía thì người đó mới có giá trị với tay ông rồi, hiểu chưa? Chị Hai vô nhà đi chị Hai. Chị Hai vô đi chị. Vô đi mà chị Hai. Chị Hai. Tía ơi tía. Tía ơi chị Hai về nè tía ơi. Bây giờ thì con sung sướng rồi. Bao nhiêu người chạy theo lo lắng, chỉ khổ thân cho thằng già này nè. Chịu bao nhiêu điều tiếng, nhục ơi là nhục. Con xin lỗi đã làm cho tía khổ. Tía thương con, tía đừng có giận con. Lỗi phải gì? Mày làm chuyện gì? Mày có nói với tía không? Khi đổ bể chuyện ra thì xin với sở. Mày làm vậy, mày có nghĩ tới gia đình này không? Có nghĩ tới tía không?
xấu hổ với xóm làng không? Tía, chị hai đã khổ tâm lắm rồi. Tía đừng có cắn đắng chị hai nữa mà tía. Mày nói đi, mày biết cái gì? Bộ nó khổ tao không khổ hay sao? Chưa kể là bây giờ tao không còn mặt mũi đi nhìn xóm giềng nữa. Hồi xưa tao biết nó như vậy, tao đâu có đồng ý cho nó qua bển. Lúc đó con sợ tía má lo cho con nên không cho con qua bển. Nhưng mà tía ơi, con không qua bển thì làm sao mà nhà mình có tiền hả tía? Bởi vậy nên con mới giấu tía má, chứ con đâu có muốn gạt tía má đâu. Thiệt tình, tưởng đâu con qua bên đó cuộc sống yên ổn, gia đình đàng hoàng, ai có ngờ đâu. Thiệt, tía thất vọng quá. Đừng có tra tấn tinh thần nó nữa anh ba. Chú muốn gì nữa đây? Chuyện gia đình tôi, sao chú hay xen vô quá vậy? Nó là cháu tôi mà tôi không xen vô được hay sao? Anh hãy nghĩ tới nó, thương nó một chút đi anh ba. Sao chú biết tôi không thương nó? Tôi không lo cho con tôi. Anh thương nó, anh lo cho nó, mà anh mắng giết nó kiểu đó, chẳng khác nào anh cho nó uống thuốc độc chết từ từ vậy. Con hai nó làm tất cả vì ai, vì cái gì trong gia đình này? Bây giờ tôi nhắc lại cho mọi người nhớ, trước đây con hai nó hy sinh bản thân nó chấp nhận lấy cái thằng Alin, để rồi sau đó cứ mỗi tháng nó cố gắng nó gom góp gửi tiền về giúp đỡ cho gia đình, giúp đỡ cho anh. Anh còn nhớ không anh ba? Mà dù cho nó không có công sức đó đi chăng nữa thì nó cũng là con anh. Anh phải nghĩ tới nó, thương nó. Anh đừng có mắng nhiếc nó cái kiểu đó chứ. Nó đã khổ vậy chưa đủ hay sao? Hiện bây giờ con hai nó cần nhất là sự san sẻ của mọi người, và nhất là anh, chứ không phải là sự sĩ diện hảo của anh đâu. Tôi nói vậy thôi, còn tùy anh. Anh cứ suy nghĩ đi. Hai à, đừng khóc nữa con. Nếu mà tía con có bỏ con thì vẫn còn chú. Chú sẽ không bao giờ bỏ con đâu hai. Sao chú biết tôi bỏ con tôi? Tôi không lo cho nó. Mấy đứa, dẫn chị hai bây vô phòng nằm nghỉ đi. Từ là sắp tới á, có chuyện gì phải nói với tía. Không có đi đâu hết á. Chừng nào tao chết, muốn đi đâu đi. Vậy là tía bỏ qua rồi đó. Đứng lên đi con, đứng lên, đỡ chị hai bay lên, đưa chị hai bay vô nghỉ đi. Đi chị hai, vô nghỉ đi chị hai. Nè chú. Ờ. Cảm ơn chú. Ờ. Chuyện gì vậy ngoại? Ngoại thấy thương chị hai Sương của con quá. Lúc này phải chi có con Sáu bên cạnh chị hai con thì bà cháu mình yên tâm biết chừng nào. Ngoại, không mấy mình kêu chị hai Sương ở chung với mình luôn được không? Thì ngoại cũng muốn như vậy lắm chứ con. Nhưng mà con nghĩ coi, nếu mình làm như vậy á, rồi cái thằng Ba Đía nó sẽ nổi khùng lên, rồi nó nói mình xen vô chuyện gia đình của nó. Nó không chửi tưng bừng lên mới là lạ đó chứ. Tính của chú Ba nào giờ là vậy rồi? Có điều nói là nói vậy thôi, nhưng mà bà cháu mình cũng phải ráng tìm cách giúp chị hai con được chuyện gì thì mình cũng vẫn giúp nha con. Dạ. Tội nghiệp con hai Sương làm sao á. Nó đẹp người đẹp nết,
mà số nó là đúng khổ. Mới lớn lên mà phải đi làm xa xứ, phải lo cho gia đình nữa. Những tưởng cuộc đời đó là yên ổn rồi, ai có về đâu, nó lại gặp cái hoàn cảnh như vậy. Ngoại thấy thương chị hai con quá. Ngoại ơi, ngoại đừng có buồn, đừng khóc nữa mà. Hai, con đi đâu vậy hai? Con phải ra khỏi nhà, con không sống ở đây được. Tia của con, chú cho con gửi nhờ. Con đừng có dại dột như vậy, còn có chú Tư đây, chú Tư không để bay bước ra khỏi căn nhà này đâu. Với lại tía bay cũng đã tha thứ cho bay rồi mà. Nhưng mà hai à, cuộc đời con người có bao giờ không trải qua đau khổ đâu con. Con cứ coi đây là vận hạn của con đi, một khi nó đã qua rồi thì mọi sự sẽ tốt đẹp hơn thôi. Chú ơi, nhưng nghĩ tới cái chuyện mà tía con phải gánh chịu điều tiếng gì con xấu hổ lắm. Cha mẹ nào mà không thương con? Con làm vậy á chẳng khác nào con đẩy tía con vào cái chỗ bất nhân bất nghĩa hay sao? Chú Tư ạ, con so với sự khổ sở mà con chịu đựng, con làm tôi mọi bên kia, và khi con trở về đây con sống gần với gia đình, con cảm thấy ấm áp hơn, có đúng không? Dạ. Vì vậy chú Tư muốn con á là phải hết sức bình tĩnh, con phải suy nghĩ chín chắn đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, đừng có thiếu bản lĩnh như vậy hai à. Con còn phải lo tía con, còn mấy đứa em con còn phải gánh vác lo lắng cho tụi nó nữa. Tía con giận thì tía con nói vậy thôi, chứ cha con với nhau không lẽ tía con không thương con? Cô hai, hai đang yếu trong người sao lại ngồi ở đây? Vô trong nhà nghỉ đi cô hai. Tôi không sao đâu dì. Thiệt tình tôi thấy có lỗi lắm, vì việc này bắt đầu cũng lỗi do tôi. Nếu như mà tôi không la quản lên thì... Dì đừng có nói như vậy. Là tôi không có mặt mũi nào để nhìn gì. Vậy thôi, mình bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì cũng là người nhà. Tin tôi đi, người như cô hai rồi cũng sẽ gặp người tốt thôi mà. Tôi không nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Tại sao lại không? Đời còn dài, cô hai cần gì tôi sẽ làm cho cô hai hết. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để cho cô hai thiệt thòi đâu. Mình là người một nhà mà. Trời ơi, nhỏ nhỏ, cho tao ngủ chút đi. Con Út này nha, trời chưa sáng quậy phá không cho ai ngủ hết á. Tao ra tao đập bắt dịch đi. Trời đất ơi, mới sáng sớm mà mở nhạc sao vậy? Mày không quậy à, mày à. Trời ơi, trời ơi, ông đánh tôi hả? Lỡ Tưởng Út, Tưởng Út quậy gì mà Út quậy? Bọn đuôi hay sao? Tao nghịch tôi gì mà Út quậy hả? Bực mình ghê gì đó. Nghe nói nè đúng vào một cái lửa rồi, chết rồi. Cúc Vàng ơi, Cúc Vàng nè chú, sao nay văn sớm rồi chú Bảy? Chú Bảy đi văn sớm về sớm, còn đi thu lưới sớm nữa chứ. Dạ, cảm ơn chú Bảy. Ừ.
Cái nhà bển á, thiệt tình không có bữa nào yên. Mới sáng đi ngang qua là đã ầm ầm như đại nhạc hội với bển á. Ủa, ngoài đi đâu mà có đại nhạc hội nữa? Tao nói là nói nhà bà đía bển chứ đâu. Mới tờ mờ sáng à, là mở nhạc sùm rùm beng lên cả làng cả xóm vậy đó. À, chắc là tại nhà người ta tập thể dục á, cho nên mở nhạc lên tập cho nó sung sức. Mày còn binh nữa à. Sung sức cái gì, tập thể dục nó khỏe ra. Còn hàng xóm láng giềng bể lỗ tai chết hết hả? Trời, kệ đi ngoại ơi. Mốt ồn quá thì chú ba cũng phải lên tiếng thôi. Mà con thấy cái nhạc này á, là nhạc tân thời, chắc là thích hợp với nhà Úc Huệ á. Hả? Con bị mắc thuốc lú rồi phải không? Hả? Mở miệng ra là Úc Huệ là sao? Thì con tiện miệng nên nói vậy thôi ạ. Nè, Đọt à, ngoại chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Là ngoại coi mòi con nhỏ đó đó, coi không có được. Ai đời con gái gì mà đua đòi quá sức đi. Nó không có thích hợp với người quê mùa chân chất như mình đâu. Con hiểu không? Không phải đâu ngoại ơi. Chắc là Úc Huệ còn ham chơi cho nên mới vậy thôi. Chứ hả, cổ hiền khô à. Hiền y như là chị Hai Sương vậy đó. Ngoại nói không được là không được nghe chưa. Không có được cãi ngoại nghe không. Lậm nó quá rồi sau này á ngóc đầu lên không nổi nghe con. Dạ, chuyển sách vô cho. Không cần. Úc Huệ dễ thương mà,